Hello, xin chào tất cả anh em, lại là mình Phong đây. Và hôm nay thì mình đã quay trở lại và có một cái chủ đề khá là hay. Nhiều anh em có thắc mắc là vì sao iPhone giá cao như vậy nhưng lại luôn luôn bán chạy cũng như là cháy hàng. Thì như anh em thấy, ngày càng đúng không? Thì giá iPhone của chúng ta khi được mở bán tại những Apple Store cũng như là giá khởi điểm của nó cũng đã rất là cao rồi. Nhưng mà khi về Việt Nam thì giá lại càng cao hơn nữa. Điển hình như chiếc XS Max khi mà mới về Việt Nam nó có giá lên tới 79 triệu đồng nhưng mà người ta vẫn cứ mua. Vậy tại vì sao? Hôm nay trong video lần này mình sẽ làm một iFan để nói lên tâm tư, nguyện vọng cũng như là nỗi lòng của mình và vì sao mình lại chọn iPhone để là con điện thoại mình mua. Các anh em hãy cùng mình xem video nhé. Ok, điểm đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đó là về iOS. Nếu như mà anh em nào quan tâm thì thế giới có hai phân cực, một là Android, hai là iOS. Thì iOS là một cái hệ điều hành được phát triển cũng khá là lâu, có nhân là Unix. Đối với những người dùng iOS thì iOS nó giống như là một trong những cái điều mà giúp họ vẫn yêu thích iPhone cho dù nó đã được thay đổi qua rất là nhiều dòng và bây giờ là iOS 12 với nhiều cái sự cải tiến cũng như là hỗ trợ từ nhà sản xuất Apple hơn. Chúng ta có thể thay đổi cũng như là tùy biến nhiều hơn, không còn như những phiên bản iOS trước đó nữa. Nhìn chung thì mặc dù iOS vẫn là một cái hệ điều hành đóng, chúng ta không thể nào thay thế quá nhiều thứ bên trong nó, chỉ có thể là chúng ta được sử dụng những cái điều mà nhà sản xuất cho phép. Tuy cũng có những mặt hạn chế như là chúng ta ít tùy chỉnh, chúng ta không thể nào làm được quá nhiều cái mà nhà sản xuất không cho, nhưng ngược lại thì chúng ta có một cái độ đảm bảo về độ trơn tru mượt mà cũng như là an toàn về thông tin cá nhân thì rất là cao. Mình nghĩ rằng bởi vì nó đơn giản, chỉ cần đụng vào là xài thôi, nên là nó cũng đã giữ một cái lượng người dùng rất là lớn. Và mình là một trong những người cực kỳ thích iOS, và có thể một trong những lý do lớn nhất mà mình dùng iPhone là bởi vì iOS. Ok, lý do thứ hai mà mình nghĩ rằng anh em cũng rất là quan tâm, nó liên quan tới cái vấn đề tài chính. Chắc hẳn rằng một chiếc điện thoại khi mà chúng ta bỏ tiền ra mua thì nếu mà nói về những chiếc flagship thì nó đã cào cái hầu bao khá là nhiều của chúng ta rồi. Và nhiều khi là chúng ta mua điện thoại dùng một thời gian chúng ta lại chán, chúng ta muốn bán đi và mua một chiếc điện thoại mới. Mình nghĩ rằng những anh em nào xài iPhone thì nó chu kỳ khoảng tầm 1 năm, có nghĩa là chúng ta mua 1 năm rồi lại muốn đổi cái mới, bởi vì mỗi lần cái iPhone ra mắt thì luôn luôn có những điều bất ngờ và những điều mới. Vậy nên là chúng ta rất là muốn bán cái điện thoại cũ đi và mua cái điện thoại mới. Nhưng nếu như chúng ta sử dụng một cái điện thoại Android thì mình nghĩ rằng nó sẽ không thể nào có một cái mức giá tốt. Trong khi đó thì iPhone luôn luôn là một trong những cái chiếc điện thoại nó giữ giá rất là tốt ở trên thị trường. Nhưng anh em có thể thấy rằng hiện tại thì những chiếc iPhone đời rất là cũ như iPhone 6, 6S chẳng hạn, nó cũng vẫn còn được bán với một cái mức giá là khoảng đâu đó là từ 4 đến 5 triệu gì đó thì chúng ta vẫn sẽ mua được những chiếc điện thoại này. Trong khi đó thì những cái người bạn đồng hành sinh ra cùng năm với nó, giống như kiểu Galaxy S5 hay là S6 chẳng hạn, thì nó đã đi về nơi xa lắm rồi và chúng ta sẽ không thể nào mà có một cái mức giá tốt khi mà chúng ta lựa chọn những điện thoại đó. Vậy nên là mình nghĩ một trong những lý do mà anh em chọn iPhone là bởi vì nó có một cái độ giữ giá rất là tốt, nên là khi chúng ta đổi điện thoại thì vẫn có thể bán điện thoại cũ đi và mua một điện thoại mới, và nó cái số tiền mà chúng ta phải bỏ ra bù lại để mà chúng ta mua điện thoại mới thì cũng không quá nhiều bởi vì nó giữ giá rất là tốt. Lý do thứ ba, mình nghĩ rằng bất cứ ai là iFan cũng sẽ đồng ý với mình lý do này, đó là Apple luôn luôn dẫn đầu xu hướng. Nếu như mà trước khi mà Apple ra mắt cảm biến vân tay trên iPhone 5S thì cũng đã có những cái cảm biến vân tay kiểu cà cà rồi, nhưng mà chưa có một cái cảm biến vân tay một chạm nào hoàn thiện. Sau iPhone 5S thì mới có điều đó. Mình chưa kể rằng iPhone là cái chiếc điện thoại đầu tiên mà gần như là nó sử dụng cảm ứng điện dung để mà nó đưa người dùng lên một cái trải nghiệm gần như là chúng ta không cần phải bấm phím vật lý nữa mà thao tác hoàn toàn trên màn hình của nó và sử dụng một cái nút duy nhất là nút Home. Thì sau đó những cái hãng khác mới bắt chước Apple và làm theo. Rồi một cái dễ nhìn thấy nhất mà mình nghĩ trong năm 2017 đó là chiếc iPhone X. Cái chiếc tay thỏ này mình nghĩ rằng nhiều khi là iPhone chức năng không thích lắm đâu, bởi vì nó sẽ làm cho cái màn hình nó bị lõm vào một xíu, nhìn nó mất tự nhiên đi. Nhưng mà khi Apple đã làm rồi thì chắc hẳn là những hãng khác phải làm, và cái điều đó không sai. Nếu mà anh em bây giờ nhìn ở trên thị trường đi
thì 10 cái điện thoại phải tới 7-8 cái là có tay thỏ rồi. Kiểu như là còn một số cái hãng giống như kiểu mà thà chết chứ không thèm thay đổi, giống như kiểu là Sony, HTC hay là Samsung rồi đó, thì họ sẽ không làm theo. Còn lại thì anh em có thể nhìn thấy tay thỏ ở mọi nơi. Vậy nên là chúng ta có thể nói Apple là một trong những hãng dẫn đầu xu hướng, và cầm một chiếc điện thoại mà trong tay của chúng ta dẫn đầu về mọi xu hướng, mọi cái công nghệ mới, thì quả sự thực sự rất là tốt luôn. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể lấy cái công nghệ Face ID của Apple để phát triển cũng khá là tốt. Vậy nên là rất là thích khi mà chúng ta sử dụng những chiếc iPhone. Lý do thứ tư là lý do chất lượng của máy iPhone. Mình nghĩ rằng cái độ hoàn thiện cũng như là độ bền của iPhone nó rất là tốt rồi. Mình thì hay nói vui là iPhone người ta vẫn cho nâng cấp, chúng ta nâng cấp lên những cái phiên bản iOS, mặc dù ví dụ như iPhone 5S đi đã từ rất là lâu rồi, khoảng 2013 tới 2018 chúng ta vẫn được cập nhật iOS, là bởi vì Apple đã sản xuất một cái phần cứng rất là tốt. Nếu mà họ không cho chúng ta lên một cái phiên bản iOS mới, máy chúng ta cứ chạy ầm ầm ào ào mà không hư hao gì thì làm sao mà chúng ta đổi điện thoại mới được. Nên là cái đó là âm mưu của Apple giúp cho chúng ta nâng lên iOS mới, thế là chậm quá phải mua điện thoại mới. Mình nói như vậy thôi để cho chúng ta hiểu được rằng những chiếc điện thoại đến từ năm 2012-2013 nó vẫn được sử dụng tới hiện tại bây giờ vẫn rất là tốt, chứ chưa kể là những chiếc điện thoại như 4S hoặc là 4 mình vẫn thấy có rất là nhiều người vẫn đang sử dụng. Vậy nên là nói về những chiếc điện thoại của Apple thì chúng ta sẽ nghĩ ngay tới cái độ hoàn thiện, độ cứng cáp cũng như là cái độ tỉ mỉ trong cái việc mà Apple họ gia công chiếc điện thoại này, nó rất là bền bỉ. Và có một cái điều nữa, khi chúng ta mua điện thoại cũ đi chẳng hạn, chúng ta cũng sẽ rất là an tâm về vấn đề này, nó không có dễ dàng hư. Và khi mà nó gặp phải những cái lỗi hư thì những cái linh kiện cũng có sẵn, chúng ta có thể dễ dàng thay thế cũng như là sửa chữa những cái chiếc điện thoại này, và không quá lo lắng về liệu rằng chúng ta mua điện thoại này hư này có phải sửa không hay có gửi qua Trung Quốc để sửa hay không, thì điều đó sẽ không có ở trên iPhone các em nhé. Và vừa rồi đó là bốn cái lý do mà mình nghĩ rằng vì sao iPhone cho dù mắc thì nó vẫn luôn được người dùng tin tưởng lựa chọn và chọn là cái chiếc điện thoại mà cho họ sử dụng, và càng hơn là đối với những iPhone nữa. Anh em nghĩ sao, và đặc biệt là iPhone nghĩ sao, mình có nói đúng hay không, hãy để lại comment ở phía bên dưới nhé. Mình là Phong và đến từ B Channel, xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video lần sau. Bye.